Chào các bạn, hôm nay hai chúng tôi chơi Blockfruit quá chán rồi nên tôi sẽ chơi tựa game One Piece khác, đó chính là King Legacy. Hôm nay hai chúng tôi cùng nhau đi farm đến level 400 rồi mới dám the end video. Trước khi bắt đầu video thì các bạn nhớ like, share, sub và bấm chuông để chị Google và công chúa có thêm động lực ra video mới và ủng hộ cho công chúa nhé. 1, 2, 3 bắt đầu. We'll be right back.
She's getting started. Got my eyes on the target. No. To give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. To give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. We'll be right back.
khi các bạn xem video thử thách một ngày farm lên level 400 trong King Legacy, các bạn thấy thế nào? Nếu các bạn có ý kiến gì nhớ comment nhé. Và video trong ngày hôm nay đã hết rồi, các bạn nhớ like, share, sub và bấm chuông để chị Google và công chúa có thêm động lực ra video mới và ủng hộ cho công chúa nhé. Chào các bạn, hẹn gặp lại những video lần sau.